Thưa quý vị, sau một tuần tranh tài sôi nổi giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thị xã Phú Mỹ 2022, tranh cúp Hoa Sport đã khép lại vào ngày hôm qua. Đây là địa phương đầu tiên hoàn thành vòng loại cấp huyện hướng đến giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT lần thứ 3 năm 2022 diễn ra vào trung tuần tháng 7. Trong ngày hạ màn giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thị xã Phú Mỹ năm 2022, tranh cúp Hoa Sport, khán giả đã được mãn nhãn với hai trận chung kết hấp dẫn ở lứa tuổi U11 và U13. Ở trận chung kết U11, các cầu thủ U11 Tân Hòa thi đấu thăng hòa, đánh bại U11 Cộng đồng Phú Mỹ 1 với tỷ số 6-3. Kết quả này đồng nghĩa đội bóng U11 xã Tân Hòa lần thứ 3 liên tiếp đoạt chức vô địch giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thị xã Phú Mỹ. Đội U11 Cộng đồng Phú Mỹ 1 giành huy chương bạc, còn U11 Phường Hắc Dịch đoạt huy chương đồng. Ở trận chung kết lứa tuổi U13, trải qua 60 phút chính thức, hai đội U13 Trung học cơ sở Phú Mỹ và U13 xã Tân Hòa cầm chân nhau với tỷ số 1-1, buộc phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu. Và U13 xã Tân Hòa đã xuất sắc giành chiến thắng 4-3, đoạt chức vô địch. Đội U13 Trung học cơ sở Phú Mỹ giành huy chương bạc, còn U13 Cộng đồng Phú Mỹ đoạt huy chương đồng. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thị xã Phú Mỹ năm 2022, tranh cúp Hoa Sport diễn ra thành công cả chất lượng chuyên môn lẫn công tác tổ chức. Từ hơn 200 cầu thủ nhí tham gia giải, thị xã Phú Mỹ sẽ tuyển chọn những nhân tố xuất sắc để tham gia cúp truyền hình BRT lần thứ 3 năm 2022 diễn ra tại thị xã Phú Mỹ vào trung tuần tháng 7.